Thưa quý vị, sự việc 4 nam sinh tại tỉnh Tây Ninh bị chính thầy giáo của mình có những hành vi biểu hiện dâm ô những ngày vừa qua đã làm dư luận không khỏi bức xúc, phẫn nộ. Việc xâm hại có thể xảy ra vài lần, thế nhưng hệ lụy nó để lại về mặt thể xác, tâm lý có thể sẽ là nỗi đau cả đời mà những nạn nhân bị xâm hại phải chịu đựng. 4 năm trước, một học sinh nam lớp 10 bị thầy giáo thể dục quấy rối trong giờ học bơi đã khiến em này phải bỏ nhà ra đi, tìm đến rượu bia, ám ảnh, dằn vặt. Dù là người bị hại, nhưng chính em lại là người phải chuyển trường để bắt đầu lại cuộc sống mới, không dám tố cáo người xâm hại mình, là câu chuyện mà thầy Thịnh không thể nào quên được. Không chỉ nỗi đau về thể xác, hệ lụy dai dẳng trong tâm lý mới là điều đáng sợ nhất với các em bị xâm hại, đặc biệt là các em nam. Bị dằn vặt, nói hay không nói, nói ra có được tin hay không tin, hay là mình lại bị đánh giá thế này thế kia. Từ cái dằn vặt đó nó dẫn đến các bạn sẽ bị sa sút trong học tập. Mặc dù các bạn bị đẩy vô cái thế không thể từ chối được, nhưng mà bản thân các bạn sau cái hành động đó xong, các bạn lại cảm thấy rằng là mình có vẻ không được sạch sẽ, nhơ nhuốc. Rồi mình đang làm một cái điều gì đó rất bậy bạ. Nhưng mà bên cạnh đó thì nó lại hình thành lên một cái tâm lý nữa là cái điều đó nếu nó xảy ra với một người khác thì nó sẽ ra sao. Và đôi lúc nó thúc đẩy các bạn lặp lại cái hành động đó tiếp theo một nạn nhân. Nó hình thành một dây chuyền. Nhận được yêu cầu bảo vệ quyền lợi cho các em học sinh nam bị xâm hại ở trường trung học cơ sở Phước Minh, tỉnh Tây Ninh, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ nhận định đây là một vụ việc đau lòng bởi người có dấu hiệu dâm ô lại chính là người trực tiếp giáo dục tri thức cho các em. Để có thể hạn chế những trường hợp đáng tiếc tương tự có thể xảy ra, luật sư Nữ cho biết cần phải tuyên truyền mạnh mẽ ba nguyên tắc vàng. Các con luôn nhớ cơ thể các con là của các con. Nguyên tắc vàng thứ nhất, người thân trong gia đình bây giờ xâm hại rất nhiều. Cho nên chúng tôi nói nguyên tắc vàng thứ hai, tức là gặp người thân hoặc là người lạ đều phải tránh xa 1 mét. Và nguyên tắc vàng thứ ba, luôn luôn các con phải nhớ kỹ rằng im lặng là tội ác. Cho nên nguyên tắc vàng thứ ba, gặp người lạ là phải la lên. Đó thành ra chính vì ba nguyên tắc vàng này mà các trường hiện nay các em áp dụng ba nguyên tắc vàng, các em tự vệ rất là cao. Để giúp trẻ phòng chống nạn xâm hại, hoặc nếu khi lỡ xảy ra sự cố đáng tiếc, kịp thời che chở, bảo vệ các em trước sang chấn tâm lý, các bậc phụ huynh cần phải ghi nhớ phương châm lắng nghe từ trái tim, bảo vệ từ hành động. Cha mẹ cần phải quan tâm sát sao sự thay đổi tâm trạng, những diễn biến thất thường của con em mình. Còn về phía nhà trường, thay vì cử một giáo viên tay ngang qua làm chuyên viên tâm lý, thì cần thiết mỗi trường đều phải có những chuyên gia tâm lý thực thụ, những người được đào tạo bài bản, có đủ kiến thức, kỹ năng sống để giúp các em có thể tin tưởng, gửi gắm.